Ngày 5 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Công an tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp năm 2022. Qua 4 tuần tập huấn, 140 học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về các nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ như pháp luật, vai trò trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ quan doanh nghiệp, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác tuần tra canh gác, vân vân. Bên cạnh đó, các học viên đã được thực hành các dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại chỗ, công cụ hỗ trợ, sử dụng bộ đàm liên lạc, các động tác võ thuật cơ bản bổ trợ cho công tác tuần tra canh gác. Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên đã hoàn thành chương trình học tập và được công an tỉnh trao chứng chỉ hoàn thành xuất sắc khóa tập huấn.